Các bác thân mến, đối với các sản phẩm đến từ thương hiệu CAVS thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều những mẫu model khác nhau, từ những dòng đẩy 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, vang cơ, vang số, mic không dây, rồi là súp, loa. Và tiếp tục ở video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về một mẫu súp nữa đến từ thương hiệu CAVS để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là chiếc súp mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này. Các bác thấy được đây là tổng thể ở mặt trước của chiếc súp này. Các bác nhìn thấy ở mặt trước nó được bố trí một cái tấm e-cang có thương hiệu logo của CAVS Professional. Và các bác thấy ở phía bên tay trái này, tem CAVS. Các bác nhìn thấy về cách thiết kế cái e-cang của nó này thôi, các bác nhìn thấy tạo ra một cái điểm nhấn nhìn rất là đẹp mắt. Và chiếc súp này thì nó có cái kích thước như sau. Nó có chiều ngang là 64 và chiều sâu của nó là 56 và chiều cao của nó là 50. Như vậy thì các bác thấy về tổng thể cách thiết kế của nó thì chiếc súp này thì nó có cái bề ngang lớn hơn. Và đây là chiếc súp sử dụng bát 40 các bác nhé. Các bác có thể sử dụng trong không gian rộng rất là ok. Đây là mẫu mới nhất của hãng CAVS, được thiết kế rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng và chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Các bác thấy ở hai bên thì nó trang bị cho chúng ta hai cái hộc này để chúng ta có thể cầm sách di chuyển rất là thuận tiện. Và các bác nhìn thấy nó thiết kế những cái điểm G như thế này để khi chúng ta cầm vào như này thì các bác nhìn thấy nó dễ dàng để chúng ta có thể cầm di chuyển rất là thuận tiện. Đấy, các bác thấy một cái ưu ái tính toán rất là kỹ lưỡng của hãng CAVS. Ở phía trên nóc thì các bác nhìn thấy cái chữ CAVS thì được bố trí dập in chìm này. Đấy, và các bác nhìn thấy ở phía trên nóc nó trang bị cho chúng ta một cái lỗ tròn đây để chúng ta có thể cắm cái cọc súng và chúng ta có thể để giá treo cái loa ở phía bên trên. Các bác thấy những dòng thiết kế như này nó làm theo kiểu như kiểu là cái dòng loa array để chúng ta xếp loa đứng lên. Đây là ở phía sau. Các bác thấy được ở phía sau của chiếc súp này thì các bác nhìn thấy đây. Đối với dòng này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta cổng nhận tín hiệu bằng đường bông sen và đường ba chân. Đấy, những dòng súp đời mới giờ thì thường thường các bác thấy nó trang bị cho chúng ta jack ba chân để nó chống nhiễu, và các bác thấy khi chúng ta cắm bằng cái jack này nó rất là chắc chắn. Chúng ta chỉ cần cắm từ nâng tiếng hay là từ vang ra thì chúng ta cắm thẳng vào đây luôn. Đấy, rất là thuận tiện. Và đây là volume. Và đây là cắt tần số này. Và các bác nhìn thấy đây là cái nút pha từ 0 đến 180. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là công tắc nguồn, đây là dây nguồn dài 3 chân, tem của hãng này. Các bác nhìn thấy đây chính là chiếc súp CS115. Các bác chờ em một lát để em zoom lại gần này. Đấy, các bác thấy rất là rõ, thông số của nó rất là cụ thể này. Nếu như trong không gian phòng bác nào rộng, các bác muốn cái tiếng trầm của nó lớn, phủ đủ lớn để các bác nghe thấy tiếng trầm của nó hoạt động dữ dội thì các bác có thể lựa chọn chiếc súp này rất là tuyệt vời đấy. Các bác nhìn thấy về cái form, kiểu dáng, kích thước của nó nhìn rất là vào mắt. Đấy. Và chất lượng thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã test thử rất là tuyệt vời đấy. Nếu như bác nào có thời gian thì các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em để thẩm âm về chiếc súp này. Trong này thì các bác sử dụng với những dòng loa phong bát 30, bát 40 hay là bát 50 thì rất là tuyệt vời. Còn ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là vỏ thùng của nó đây. Về cách thiết kế vỏ thùng thì các bác nhìn thấy vỏ thùng của nó được thiết kế rất là cứng cáp. Các bác nhìn thấy cụ thể này, CS115. Trên này các bác thấy cũng có thông số đầy đủ hết. Đấy, subwoofer. Đấy, các bác nhìn thấy đây, em bảo luôn này, các bác thấy được ở phía bên trong. Ở phía bên trong thì các bác thấy nó có cái túi ni lông chống ẩm, chống ướt này. Đấy, rồi là xốp bò góc để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên thì chiếc súp này cũng khá là nặng, với thùng như thế này thì cũng rất là ok rồi. Tuy nhiên nếu như bác nào mà ở xa các bác lựa chọn mẫu súp này thì bên cửa hàng của chúng em sẽ đóng gia cố thêm, tức là bên cửa hàng của chúng em sẽ bo thêm một cái lớp xốp ở phía bên ngoài nữa để nó bao bọc xung quanh để nó an toàn trong quá trình vận chuyển. Ở phía bên trong thì các bác thấy nó cũng có xốp chống va đập rồi. Tuy nhiên thì với chiếc súp này thì nó sẽ rất là nặng, đối với dòng súp điện thì các bác biết rồi, bao giờ nó cũng sẽ nặng hơn súp hơi đấy, vì nó thích hợp ở bộ mạch công suất ở phía bên trong nữa, cho nên thì cái trọng lượng của nó trở nên sẽ nặng hơn. Và ở phía sau thì các bác nhìn thấy đây cũng là chiếc súp hơi của hãng CAVS này. Đấy, chiếc súp này thì có mức giá đâu đó vào khoảng 7 triệu. Và chiếc súp hơi của hãng PV, đây là chiếc súp sử dụng bát 50, các bác có thể
sử dụng cho mục đích kinh doanh kiếm tiền với chiếc súp Pebble này. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em cũng giới thiệu qua đến các bác về chiếc súp mới nhất của hãng xe AVS vừa mới ra mắt. Về kiểu dáng thì các bác thấy rất là đẹp mắt và chất lượng âm thanh thì cũng đã được bên cửa hàng của chúng em kiểm định rồi, rất là chất lượng. Và chiếc súp này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 8 triệu đồng. Đấy, các bác thấy một mức giá được thiết kế rất là tỉ mỉ kỹ lưỡng, về chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời rồi. Và với cái mức giá 8 triệu đồng thì các bác thấy thì em nghĩ đây là mức giá rất là phù hợp để các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc súp Bát 40 và đến từ thương hiệu CAVS, hàng chính hãng. Cho nên thì chần chừ gì nữa các bác, nhanh tay lên alo cho bên cửa hàng của chúng em để sở hữu cho mình chiếc súp đến từ thương hiệu CAVS CS115 này. Và sau đây thì cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.